anh chị, Dendro thì đã rất là xiên hoa rồi, nhưng mà để bình chọn cho cái dòng nào mà hoa nhiều nhất, dễ hoa nhất, xiên hoa nhất thì đây. Đó, em sẽ bình chọn cho cái này nha. Hồng thơm nha mọi người, minh chứng ở đây nè. Trời ơi coi nè, 1 dồi, 2 dồi, 3 dồi, 4 dồi. Còn cây này nữa nè, 1 dồi, 2 dồi, 3 dồi, 4 dồi, 5 dồi luôn. Quá trời quá đất luôn, đây toàn bộ là những cây tơ không nha mọi người. Cây tơ vàng nhà vườn người ta để tự nhiên, người ta không có kích gì hết trơn luôn, mà nó lực là nó bung dồi ra như vậy đó. Cây rất là khỏe luôn, hồng thơm. Thì cái mã hàng này là cũng phải là tầm khoảng nửa năm rồi em mới giới thiệu trở lại cho các anh chị mình cây hồng thơm ha. Cái phát hoa của nó quá đẹp luôn mọi người. Hoa lúc nào nó cũng hướng lên hết. Và mình thấy cái màu tím hồng của nó cực kỳ tươi tắn luôn. Với cái phơm hoa hồng thơm, anh chị mình sẽ thấy cái cánh hoa của nó cực kỳ cân đối ha. Năm cái cánh hoa là nó không có xếp khít nhau như những dòng khác, nhưng mà nó là phơm cánh dài cực kỳ cân đối về cánh và lưỡi hoa. Thì cái hồng thơm này nè, nó vừa dễ chăm sóc nè, nó vừa dễ hoa nè, mà hoa lúc nào nó cũng nhiều vòi như vậy hết. Thì hôm nay với những cái cây hồng thơm tơ đẹp như vậy nè các anh chị nè, trước đây em bán cho mình một combo 3 chậu hồng thơm siêu vòi là 220.000 cho một combo, em bao phí vận chuyển. Lần này cũng với cái chất cây đó cũng vòi nhiều như vậy luôn, em bán cho mình 3 chậu hàng vòi như vậy chỉ có 170.000 thôi các anh chị. Nhưng tất cả em đều bao phí vận chuyển cho các anh chị hết. Nếu như anh chị mình yêu thích những cái chậu cao mà chưa vòi ha, em vẫn lựa được cho các anh chị mình những cây đó vẫn rất là mập mạp. Và những cái chất cây này thì mình chăm cũng tầm khoảng 1 tháng đổ lại thôi là tất cả đều bung vòi. Nên anh chị có thể mua một lúc 2 combo để mình ghép thành một cây chậu tác phẩm, sẽ tạo một cái lùm hoa hồng thơm là rất rất đẹp.